Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm một khía cạnh mà tôi lấy cái chủ đề là khi Chúa phục hồi. Chúa phục hồi như thế nào và Chúa phục hồi tới đâu? Đó là điều mà chúng ta cần biết. Có nhiều khúc kinh thánh mà chúng ta sẽ xem xét. Những khúc kinh thánh đầu tiên mà chúng ta sẽ xem xét đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 15, câu 21, những phần đã anh em chị em rất là quen thuộc rồi. Công vụ các sứ đồ đoạn 1, câu 6 đến câu 8, đoạn kinh thánh này cũng rất là quen thuộc cho chúng ta rồi. Và Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 3 đến câu 6, cũng là cái phần kinh thánh mà chúng ta cũng đã suy gẫm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét trong khía cạnh khác hơn. Rồi chúng ta sẽ xem xét đến cuộc đời của một người mà kinh thánh, có một cuốn kinh thánh được viết, có lẽ là cái cuốn kinh thánh viết theo những người mà người ta nghiên cứu về kinh thánh, thì họ nói có thể đây là cái cuốn sách kinh thánh được viết lâu nhất trong tất cả các phần ở trong kinh thánh, đó là cuộc đời của Gió. Chúng ta không có đi từng chi tiết đâu, nhưng mà tôi sẽ vắn tắt cho quý vị. Đó là điều mà chúng ta sẽ suy gẫm. Đức phục hồi, đó là cái điều mà ngày hôm nay, lý do ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là vì chúng ta muốn được phục hồi lại cái vị trí mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người từ buổi ban đầu mà con người đã đánh mất. Cho nên chúng ta mới ngồi đây, cũng như anh em chị em đang ở trên đường dây trực tuyến, cũng như tất cả những người nào mà ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa là chúng ta muốn có một đời sống được phục hồi lại, hay là được khôi phục lại tất cả những gì mà đầu tiên loài người đã đánh mất. Cho nên sự khôi phục này không phải là ngày hôm nay mới có, không phải từ khi Đức Chúa Giêsu đến mới có. Nhưng mà chúng ta đã biết rồi, trong Sáng Thế Ký, ngay trước khi sáng thế nữa, đó là phần kinh thánh mà anh em chị em cùng với tôi xem, chúng ta cùng nghe trong Ê-phê-sô đoạn 1, để chúng ta thấy trước khi sáng thế, Chúa đã nói đến cái điều này cho chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 3 đến câu 6, tôi muốn đọc, anh em chị em chúng ta cùng nghe. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương xót của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý muốn, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Anh em chị em chúng ta để ý nè, ở đây nói cho mình biết một điều gì? Nói cho mình biết rằng trước khi sáng thế. Có nhiều người ngày hôm nay chúng ta hỏi tại sao trước khi sáng thế mà Chúa đã biết điều này. Anh em trẻ ơi, nhớ Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của Đấng từ vô tận cho đến vô tận. Ngài là Đấng đời đời cho đến cõi đời đời. Dù ngày hôm nay chúng ta có sống 6.000 năm trong lịch sử con người, thì nó cũng chỉ như là một cái chấm trong hành trình thời gian của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên Ngài đã thấy tất cả điều gì. Mặc dù con người chúng ta, tôi chưa thấy ngày mai, Chúa đã thấy hết rồi. Tôi chưa thấy cái ngày mà tôi chấm dứt cuộc đời này, nhưng Chúa đã thấy rồi. Chúa thấy hết tất cả điều đó. Đó là lý do tại sao Ngài thiết lập cái chương trình để đem sự phục hồi đến cho con người. Lời Kinh Thánh nói như thế nào? Trong Đấng Christ, trước khi sáng thế. Anh em chị em, đây là điều mà trí tuệ con người bình thường không thể nào đón nhận được. Chỉ có thần linh của Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta, mà chúng ta nhận biết rằng thời gian của mình là giới hạn và thời gian của Đức Chúa Trời là vô hạn. Trong cõi đời đời,
từ cõi đời đời vô cùng cho đến đời đời vô cùng. Thì đây là điều mà Thánh Phaolô, khi mà Chúa mặc khải, ông không nhận biết điều này trong cái thế giới văn hóa của chúng ta. Đó là lý do tại sao ông nói là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta rồi. Chọn để làm gì? Chúng ta đọc bên câu bên trước, tôi nói là đầy giấy, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Ở đâu? Ở các nơi trên trời. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã định từ buổi ban đầu, trước khi Chúa tạo dựng nên con người, Ngài đã thiết lập. Vì sao? Ngài đã thấy được con người sẽ đi trong cái hành trình của họ như thế nào. Và cái điều quan trọng nữa là Ngài dành để cho chúng ta tất cả những phước hạnh ở nơi trên trời. Phần của chúng ta ngày hôm nay ở dưới đất này, làm sao chúng ta có thể với lên cái nơi mà chứa những ơn phước đó ở trên trời. Làm sao chúng ta có thể, làm sao, đó là cái bí quyết. Làm sao chúng ta ở dưới đất này, là những con người sống trong thế giới tạm bợ này, mà có thể với lên những nơi trên trời, nơi mà Chúa giữ kho tàng phước thiêng liêng cho chúng ta. Anh em chị em, sự chữa lành đó là một ơn phước, đúng không? Sự bình an đó là một ơn phước. Sự hạnh phúc trong gia đình đó là một ơn phước. Và ngay cả có sự đủ ăn đủ mặc cũng là một ơn phước. Chúa đã dành sẵn cho chúng ta hết rồi. Ở nơi trên trời, phần chúng ta ngày hôm nay làm sao? Đó. Làm sao mà đón nhận được? Cho nên sự phục hồi bắt đầu trước buổi sáng thế, chứ không phải là đợi đến lúc có Adam Eva Chúa mới nghĩ đến cái kế hoạch để mà bắt đầu. Nhưng mà khi Adam Eva được tạo dựng rồi, bắt đầu sa sút, thì Chúa công bố cái chương trình để cho họ biết, chứ không phải là lúc đó Chúa mới nghĩ ra. Không phải, Ngài đã nhìn thấy cái hành trình của con người trước khi con người có bắt đầu một ngày đầu tiên. Mà chúng ta nhớ Adam sống bao nhiêu năm chúng ta không biết cho đến khi phạm tội. Nhưng mà chúng ta có thể dựa trên Kinh Thánh suy đoán, tính, tin điều này không phải để được cứu rỗi, nhưng mà có lẽ có thể cũng chính xác. Tại vì Chúa Giêsu sống ở trên thế gian này 33 năm vô tội. Chúng ta nhớ không? Thì ít nhất từ buổi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, ít nhất. Quý vị nhé, người nào nghe cái này, tôi nói trước, không phải tin điều này để được cứu rỗi đâu. Đây là cái sự suy đoán thôi. Ít nhất Adam, Eva cũng có một thời gian giống như vậy trước khi phạm tội. Ít nhất, tại vì Đức Chúa Giêsu là gì? Ngài là Adam cuối cùng. Adam đó, Adam đầu tiên có một thời gian vô tội, không có tội lỗi. Và Adam cuối cùng chỉ có một thời gian duy nhất trong cuộc đời ở thế gian này là 33 năm không tội lỗi, vô tội, thì mới chuộc tội được con người. Rồi, chúng ta trở về. Sự chương trình phục hồi bắt đầu trước khi sáng thế. Rồi đến khi Adam, Eva phạm tội, thì Chúa công bố, chúng ta nhớ nha, Ngài công bố, chứ không phải lúc bấy giờ Ngài mới bắt đầu làm cái chương trình. Ngài công bố điều gì Ngài đã nhìn thấy? Là Đấng Messiah sẽ đến để chuộc tội con người, để phục hồi lại con người cái gì mà con người đã đánh mất. Cái vị trí đầu tiên mà con người đánh mất. Mà chúng ta nhớ trong mùa Giăng đoạn 1 câu 12 nói như thế nào? Hễ ai tin, tức là Đấng Messiah mà lời mà Đức Chúa Trời đã công bố với Adam Eva, thì sao? Thì người đó sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ngài phục hồi vị trí của họ lại là con của Ngài. Con trong sự tạo dựng khác với con trong sự sanh ra là Chúa Giêsu Christ, là Đấng Messiah. Cho nên đừng có nghĩ cái chữ con theo hiểu biết của con người rồi nhập chung lại. Thiên sứ cũng là con Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta biết? Là trong sách Gióp đoạn đầu tiên, các con trai Đức Chúa Trời, đó là nói đến các thiên sứ. Nhá.
Và đó là những ý tưởng ban đầu của Đức Chúa Trời là phục hồi chúng ta, phục hồi con người, phục hồi lại cái những gì đã đánh mất. Rồi đến khi Chúa Giêsu đến, Ngài là đến để thi hành cái chương trình Đức Chúa Trời đã công bố với Adam và Eva để con người có cơ hội phục hồi. Và chúng ta đã suy xét lần trước rồi, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu là mở con đường, Đức Chúa Giêsu là đến để hoàn tất cái chương trình phục hồi. Nhưng mà được phục hồi hay không là tùy nơi chúng ta. Tại sao tùy nơi chúng ta? Chúng ta có đi vào con đường phục hồi đó hay không? Chúng ta có để cho Thần Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt mình từng chút một để đi đến sự phục hồi trọn vẹn hay không? Đó là điều mà chúng ta đã suy gẫm rồi. Nhớ cuộc đời của Ruth với Naomi mà chúng ta suy gẫm. Cho nên rất là quan trọng. Rồi ngày hôm nay chúng ta xem xét đến Chúa phục hồi như thế nào. Có giống như hồi trước không? Khi mất hay là hơn? Hay làm sao? Chúng ta xem xét. Nên khi Đấng Messi đến, nhớ nè, Ngài thiết lập cái phương cách phục hồi. Nhưng mà được phục hồi hay không tùy thuộc nơi chúng ta. Nhớ điều đó. Chúa sẵn sàng hết rồi. Cho nên chúng ta có trách nhiệm cho chúng ta. Chúng ta, tôi, quý vị, anh em, chị em, mỗi người chúng ta có trách nhiệm cho mình để phục hồi. Chúa sẵn sàng rồi. Sự chữa lành là Ngài sẵn sàng rồi. Thấy không? Mà chúng ta được chữa lành hay không cũng một phần thuộc về chúng ta. Đương nhiên, có những lúc chúng ta không có đức tin thì Ngài bởi sự thương xót của Ngài, Ngài làm công việc của Ngài ngoài cái gì mà chúng ta có. Mà Ngài có cái kế hoạch rõ ràng để cho chúng ta bước đi trong đó từng chi tiết một. Đó là điều rất là quan trọng. Anh em chị em ơi, tôi như mọi người khác thôi. Chúng ta là những người bước đi, học, rồi trung tín, rồi chúng ta đức tin tăng trưởng, rồi chúng ta lại đối diện với sự thử thách, rồi chúng ta lại học, rồi đức tin tăng trưởng, tới một ngày chúng ta đón nhận cái sự phục hồi mà Chúa muốn chúng ta, Chúa dành để cho chúng ta. Và chúng ta đã xem xét rồi, khi mà Chúa khôi phục, Chúa khôi phục. Chúng ta nhớ khi Adam Eva mà họ đánh mất đó, họ đánh mất cái gì? Ba phương diện, anh em chị em nhớ nha. Họ mất tất cả những điều gì mà Đức Chúa Trời cho họ, cơ nghiệp đầu tiên mà Chúa cho họ, họ mất hết trên ba phương diện: linh, hồn và xác thể. Chúng ta thấy không? Khi mà họ phạm tội rồi, Chúa nói là sẽ trở về sự chết, tức là xác thể của họ. Và khi họ phạm tội rồi đó, bắt đầu sự sợ hãi bao trùm lấy họ, tức là về phần tâm hồn. Sợ hãi là phần tâm hồn, trí tuệ, cảm xúc. Và sự mất mát cuối cùng nữa mà được liệt kê ở đây là phần tâm linh của họ. Không phải cái tâm linh là cuối cùng, nhưng mà ba phần, tức là cái quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời đổ vỡ hoàn toàn. Đối với hoàn toàn. Nhưng mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa công bố cái chương trình mà Ngài sẽ đến đem sự phục hồi cho con người khi Đấng Mêsia đến. Nhưng mà trong thời gian tạm thời, từ bây giờ, từ lúc mà Adam và Eva phạm tội cho đến lúc Đấng Mêsia đến, thì Chúa cho con người một chương trình tạm thời. Tạm thời. Anh em chưa biết tạm thời. Chúa dạy cho Adam và Eva cái cách để phục hồi với Chúa tạm thời, để rồi họ có thể đến trước mặt Chúa được. Đó là những của lễ mà Chúa dạy họ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 qua 1, chúng ta thấy cái hình ảnh đó, tức là Adam và Eva che phủ họ, tức là họ cũng tìm cách phục hồi lại cái vị trí của họ lúc trước khi phạm tội, tức là cái sự lõa lồ được che giấu. Nhưng mà họ làm theo cách riêng của họ, Chúa thấy không được. Đó là cái cách riêng đó, là tất cả những tôn giáo ở thế gian này là cái cách riêng đó. Là cái cách riêng đó, con người tìm cách che phủ bằng con đường tu luyện, bằng con đường ăn ngay ở lành, bằng con đường tôn giáo riêng ngoài sự vâng phục Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta thấy nó là cái áo bằng lá của con người. Chúa thấy không được. Chúa phải giết con sinh tế
con sinh tế, đó là cái phương cách tạm thời Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được để cho con người trở lại với Chúa trong cái giai đoạn ngắn cầu nguyện, thông công với Chúa trước khi họ yếu đuối sa ngã lại phải làm cái điều đó lặp lại. Rồi đến khi Chúa chọn một dân tộc thì Chúa thiết lập cái kế hoạch cho họ rõ ràng, chi tiết rõ ràng về sự dâng tế lễ như thế này, thế này. Tất cả các loại tế lễ nào họ phải đi qua, tất cả những điều đó đều là tạm thời hết. Kinh Thánh nói rất là rõ. Cho nên, cá nhân con người mất mà Chúa muốn phục hồi. Cái mất đầu tiên, chúng ta biết rồi, linh, hồn và xác thể. Thì khi Chúa phục hồi, thì Ngài cũng phục hồi theo thứ tự. Theo thứ tự đó. Tôi hỏi quý vị là cái đầu tiên mà con người bị mất đó, là mất cái gì trước? Xác thịt, tâm hồn, linh, mất cái nào trước? Mất cái nào trước? Không ai nghe một tiếng trả lời là linh. Rồi. Ha. Khi mà nói mất sự sống thì nó bao gồm tới ba phần: linh, hồn, xác thể. Cái nào mất trước? Cái phần linh là phần mất trước nhất. Là vì phần linh là phần mất trước nhất, tức là quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời đổ vỡ liền ngay cái chút đó. Rồi bắt đầu sau khi đổ vỡ rồi đó thì họ mới nhận biết vinh quang của Đức Chúa Trời lìa bỏ họ. Họ mới nhận biết là họ lõa lồ, rồi họ sợ. Tức là bắt đầu cái phần tâm hồn là kế tiếp. Nó nhanh lắm nhưng mà nó theo cái thứ tự đó. Cái cuối cùng là Chúa bảo vì ngươi từ đất ra cho nên ngươi phải về đất. Tức là cái cuối cùng. Cái cơ nghiệp, cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho con người, nó mất theo thứ tự đó. Và khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài cũng phục hồi theo thứ tự. Cái đầu tiên mà Ngài phục hồi cho con người chúng ta, Đấng Mêsia đến phục hồi cho con người đầu tiên là điều gì? Là quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời. Ngài tha thứ tội cho chúng ta để chúng ta có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời. Đó là quan hệ thuộc linh của chúng ta được phục hồi đầu tiên. Khi Đức Chúa Giêsu đến để tôi và quý vị có thể đến cầu nguyện với Chúa được, nói chuyện với Chúa được, xin Chúa được điều này, điều kia. Trước đó, có đương nhiên con người cũng có sự phục hồi tạm thời rồi bằng của dân, của tế lễ rồi để cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà rồi họ phạm tội nữa. Và không có cách nào hơn, vì Đấng Mêsia chưa đến, của lễ đời đời chưa đến, cho nên họ phải tiếp tục giết con sinh tế để mà làm cái điều đó. Ngày hôm nay chúng ta không phải giết sinh tế, nhưng mà nếu có lầm lỡ thì đến xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Cho nên có một cái điểm này nữa tôi mở ngoặc. Anh em chị em, nếu có ai nói với chúng ta rằng vì ân điển của Đức Chúa Trời quá tuyệt vời cho nên chỉ xưng tội một lần thì nhớ, chúng ta nhớ Chúa Giêsu dạy như thế nào? Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu dạy xưng tội không? Nếu mà không cần phải xưng tội đi thì không, trong khi yếu đuối Chúa Giêsu không cần phải dạy cái câu chuyện xưng tội. Ok rồi, chúng ta thấy khi mà chúng ta được phục hồi qua đức tin nơi Chúa Giêsu rồi đó, là phần tâm linh, tức là chúng ta có cơ hội nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa và đối diện với Chúa. Mà ngày hôm nay chúng ta còn có cái cơ hội tuyệt vời mà Chúa phục hồi ấy, mỗi người chúng ta, bất kể nam nữ, đối diện với Chúa như là một thầy tế lễ. Chứ hồi xưa chỉ có các thầy tế lễ là những người nam được đến cầu nguyện với Chúa thôi. Đó, dân tế lễ, ngày hôm nay tất cả tôi và quý vị, mỗi người tin Chúa Giêsu, tức là Đấng Mêsia đã phục hồi, không những phục hồi cái vị trí mà Adam Eva, cả hai người đều có thể nói chuyện với Chúa trước khi họ phạm tội. Nhớ nha, chứ không phải là chỉ có một mình Adam được nói chuyện. Rồi phần hồn là khi Đức Chúa Giêsu đến phục hồi cho chúng ta phần tâm linh, chúng ta sẽ được phục hồi phần hồn. Có ai cho thí dụ phần hồn, làm sao mình biết được phần hồn?
Chúa phục hồi cho chúng ta phần hồn, là Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết, rồi Ngài ban cho chúng ta sự bình an. Chúng ta nhớ không? Chúa Giêsu nói, ta ban cho các ngươi sự bình an, ta cho các ngươi sự bình an. Có Chúa, có sự tha thứ, có sự bình an. Chỉ có sự tha thứ mới ban cho chúng ta sự bình an thôi. Anh em chị em biết điều đó không? Khi chúng ta phạm một cái lỗi gì ngoài đường đi, thí dụ mà cảnh sát chưa thấy bất cứ ai, cảnh sát hay những người có trách nhiệm ngoài đường ấy, chưa thấy, sự sợ hãi nó bắt đầu nó đến với chúng ta rồi. Sợ là bị bắt, bị bắt là bị phạt tiền. Nhưng mà giả sử cảnh sát bắt được chúng ta, rồi chúng ta nói cái điều gì đó, ông cảm thương được cái hoàn cảnh của mình, ông tha thứ cho mình, thì mình thấy sao? Sự bình an trở lại với mình, đúng không? Đó, trước đó thì sự sợ hãi. Thế khi Đức Chúa Giêsu đến trong cuộc đời của chúng ta, việc đầu tiên là quan hệ tâm linh của chúng ta với Đức Chúa Trời được phục hồi. Kế đến, chúng ta kinh nghiệm điều đó bằng sự tha thứ, bình an đến với chúng ta. Rồi không những có sự bình an thôi, rồi Ngài còn phục hồi tâm trí, sự khôn ngoan chúng ta bằng cớ lời Chúa nói như thế nào? Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan, trí tuệ của chúng ta được phục hồi. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những dân tộc biết đến Đức Chúa Trời, họ có sự phát minh nhiều vô cùng, là vì Đức Chúa Trời ban cho họ, nói theo cái danh từ điện toán bây giờ, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đào lốt xuống cái đầu của họ, để rồi họ có sự khôn ngoan, có sự thông sáng, phát minh được xuất hiện. Không phải có bằng cấp mới phát minh được. Bằng cớ chúng ta thấy rất rõ ràng. Anh em chị em ơi, tuyệt vời lắm. Chúa phục hồi cả phương diện tâm linh, tâm hồn. Tâm hồn thì có cái gì? Cảm xúc, trí tuệ và ý chí. Chúa phục hồi ấy. Một người sợ hãi trở thành một người can đảm, mà một người can đảm một cách điên khùng thì trở thành một người sống một nếp sống quân bình, không có can đảm trong sự ngu dại nữa. Cho nên Ngài làm cho tâm hồn bệnh hoạn của con người trở thành một cái tâm hồn được lành mạnh trong mọi khía cạnh, trong mọi cảm xúc. Người hay lẩm bẩm giảm xuống, thấy không? Người mà hay trách móc người này người kia cũng thay đổi. Người mà tham lam thay đổi, đó là phần tâm hồn con người. Anh em chị em, sự phục hồi tâm hồn đến với chúng ta. Và phần cuối cùng là sự phục hồi về thân xác. Thì điều đó Đức Chúa Giêsu nói rồi, khi Ngài trở lại, Ngài sẽ làm công việc đó, Ngài khiến kẻ chết sống lại. Đó là phần cuối cùng. Chúng ta nhớ không? Cái đầu tiên mất, Ngài phục hồi cái đầu tiên. Cái cuối cùng là 1.000 năm, gần 1.000 năm Adam trở về vùng đất, thì cuối cùng Chúa lấy thì Đức Chúa Giêsu đến, Ngài phục hồi lại cho chúng ta những gì đã đánh mất về sự sống. Anh em chị em, cái cuốn Kinh Thánh này này, không ai bảo ai hết, chỉ có Đức Chúa Trời mặc khải mới viết, mà cái thứ tự nó mới tuyệt vời như vậy. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta xem đến cái cuộc đời của Gióp. Cuộc đời của Gióp thì nhiều lắm, nhưng mà tôi nói vắn tắt để chúng ta thấy sự phục hồi của Đức Chúa Trời trong cái phương diện cuộc đời của Gióp. Anh em chị em nè, chúng ta thấy cuộc đời của Gióp đó. Gióp là một người mà sách Gióp trước sách Thi Thiên nha. Ai chưa biết sách Gióp ở đâu? Gióp trước sách Thi Thiên. Gióp là một người có một cái nếp sống mà thậm chí đến nỗi ở dưới thế gian này nè, so sánh Gióp với tất cả những con người khác, Chúa nói Gióp là một người công bình. Chúa nói Gióp là người công bình. Anh em chị em ơi, Chúa nói với ai chúng ta nhớ không? Chúa nói với Satan. Anh em chị em, Chúa đứng, nó đến trước mặt Chúa và Chúa hãnh diện khoe rằng Gióp là một người công bình ở dưới thế gian này. Đương nhiên không thể nào nói so sánh tuyệt vời với Đức Chúa Trời được, nhưng mà đối với tất cả mọi con người khác lúc bấy giờ, Gióp là một con người công bình. Rồi ma quỷ Satan nó thách thức Đức Chúa Trời, vì cái sự công bình đó cho nên Chúa đặt hàng rào bảo vệ. Anh em chị em thấy không? Đây là cái bí quyết chúng ta nhớ này. Chúa đặt hàng rào bảo vệ
trên những người công bình của Chúa. Mà có người hỏi sao mình là người công bình được? Anh em chị em, Chúa Giêsu nói sao? Khi chúng ta được tha tội thì Ngài làm cho chúng ta được xưng công bình. Đức Chúa Trời đặt hàng rào bảo vệ xung quanh chúng ta. Hãy nhớ điều đó anh em chị em. Đừng sợ hãi bất cứ một điều gì xảy đến trong cuộc đời mình. Hãy nói với chính mình rằng tôi là người công bình bởi huyết của Chúa Giêsu, chứ không phải công bình tự mình đi tu luyện trở thành công bình. Cho nên hàng rào của Đức Chúa Trời đặt bằng các thiên sứ bảo vệ tôi. Hãy nhớ điều đó và nói cho chính mình, rồi nói cho thế lực tối tăm để cho nó biết rằng mình có hàng rào bảo vệ. Mà muốn có hàng rào bảo vệ thì đừng bao giờ để tội lỗi giấu kín trong đời sống của mình. Mình giấu kín với thế gian thôi, chứ đối với Chúa cũng không giấu được. Cho nên nhưng mà phải giải quyết thì mới có lại sự che chở của Chúa, tức là hàng rào. Bởi vậy Gióp nó, ma quỷ nó nói chuyện với Chúa, nói Gióp thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy đó, chẳng lẽ Chúa cũng đặt hàng rào bảo vệ? Cho nên Chúa nói, nó thách thức Chúa, Chúa cho phép nó lấy, Chúa nói lấy hàng rào và cho phép nó tổn hại, nhưng mà Chúa nói không có được đụng đến cái mạng sống của Gióp. Và chúng ta để ý nha, sự thử thách của Gióp cũng đối diện với ba phương diện: linh hồn và xác thể. Gióp mất hết tất cả những đứa con, phần đó là phần vừa phần thể xác và vừa phần tâm hồn luôn, tình cảm mất hết con. Về phần tâm linh, đức tin của Gióp bị thử thách. Nhưng mà chúng ta để ý sự đắc thắng, sự phục hồi của Chúa đến với Gióp trong cái giai đoạn cuối cùng, trong cái phần cuối cùng của sách Gióp đó. Là vì sao? Là vì Gióp là con người có đức tin nơi Chúa, có đức tin nơi Chúa. Đó là điều thứ nhất phải có trong đời sống chúng ta, có đức tin nơi Chúa. Có đức tin nơi Chúa nha. Anh em chị em nhớ điều đó. Vì có đức tin nó cho nên Gióp sống một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Anh em chị em biết nè, thậm chí ở trong Kinh Thánh nói mỗi một ngày ông hằng dâng tế lễ cho con mình, sợ nó phạm tội mà mình không biết, mà nó cũng không biết. Cho nên anh em chị em, đó là điều rất là quan trọng. Những người làm cha làm mẹ, chúng ta nhớ một điều, luôn luôn đến với Chúa, bắt chước cái thí dụ của Gióp đi, xưng tội với Chúa vì có những điều mình không biết. Chúng ta nhớ nè, ở trong Thi Thiên đoạn 19 có 3-4 hình thức phạm tội, lầm lỗi, tội không biết, cố ý và tội trọng. Tội trọng thì coi như khỏi xin rồi. Đó. Cái tội không biết và cố nghe là lầm lỗi đó thường lắm. Đó là phần mà chúng ta phải thường làm mỗi ngày. Đừng quên cho mình, cho gia đình mình, cho con cái của mình. Để chi? Để sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta là những người con công bình thuộc về Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu luôn luôn không bị kẽ hở, tức là cái hàng rào đó không bị kẽ hở. Sự bảo vệ đầy đủ từ trên xuống dưới. Đó là phần Gióp làm. Nhưng mà khi hoạn nạn đến, mất con, mất cơ nghiệp, tài sản, đó, thử thách về vật chất và phần tâm hồn luôn, rồi thử thách cái đức tin luôn. Nhưng mà chúng ta thấy Gióp làm điều gì? Một người kính sợ Đức Chúa Trời, có đức tin, nhưng mà phải công bố. Ông công bố gì? Cuộc đời tôi ra đời tay không, tức là khi mà thử thách về vật chất, con cái, tức là phần tâm hồn, tình cảm, tâm hồn, ông không có gì hết. Thì ngày tôi trở về, tôi cũng không có gì hết. Rồi ông nói sao? Ca ngợi Đức Chúa Trời. Ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi đọc cái câu mà ông công bố. Quan trọng cái đức tin, công bố cái đức tin của mình. Mà ông công bố một cách rất là tuyệt vời, anh em chị em ơi. Chúng ta để ý, Gióp cũng nói là